Xin được chào các bạn nhé. Mình là Khắc Trường đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là chơi tiền ảo thì chúng ta, một là chúng ta được rất nhiều, hai là chúng ta mất rất nhiều. Thì thực ra mà nói thì lúc trước là tôi được một ít tiền về BTC rồi, một ít tiền về Bitcoin rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi đang bị mất rất nhiều các bạn nhé. Vì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn mất là vì sao lại mất, và được thì vì sao lại là được. Thì ở đây thì mình đây các bạn xem đây này, thì trên hình các bạn đang nhìn thấy đây là chữ ví của Khắc Trường mình là ví tôi ra này. Tôi mở ví của tôi ra thì các bạn đang nhìn thấy là cái đồng tiền Zenex của tôi đang có 2.482 đồng Zenex, mà lúc trước tôi mua với giá là 63.000 một đồng, bình quân nó rơi vào 61.000 Việt Nam đồng thì mua được một đồng Zenex. Cái lúc thời điểm đó thì đồng Bitcoin đang có giá là 700 triệu một đồng, 700 triệu Việt Nam đồng thì mua được một đồng Bitcoin. Còn lúc bây giờ tôi mua đồng Zenex này là 61.000 là bình quân giá đấy, lúc đắt lúc rẻ, là trong vòng khoảng độ 3 ngày tôi mua mất khoảng độ 180 triệu gì đó, thì tôi mua được là gần 2.500 đồng Zenex. Thì bây giờ thì đồng Zenex chỉ còn có 8.300 đồng một đồng Zenex thôi, tức là bạn lấy 61 mà chia cho 8.300 thì bạn đã mất khoảng độ 9 lần rồi, mất 9 lần rồi, tức là bạn đã mất đi rất 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 nhiều lần rồi đấy, mất đi rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình đang đành phải bán nó đi, hôm nay mình đành phải bán nó đi, bởi vì rằng là đồng Zenex này nó đã không mang lại giá trị cho tôi, mà nó lại làm cho tôi mất đến 9 lần. Thì bây giờ tôi sẽ ấn vào lệnh swap này để các bạn cùng xem nhé. Đây là cách thức để thực hiện một giao dịch mà bán tiền để bán đi này. Thì giá thị trường đang mua bây giờ là người ta đang mua với giá là 0,33 đồng, 0,335. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần mềm có tên là calculator ra để các bạn cùng xem. Đây, 0,335 mà nhân với 23.000 đồng. Thì các bạn biết không? Bây giờ có 7.700 thôi các bạn này. Có 7.700 đồng một đồng Zenex thôi, rất là rẻ thôi. Bây giờ bạn sẽ lấy 61.000 đồng. 1 1 2 3 mà bạn chia cho 7.700 đồng. 7.700 đồng thì có phải là bằng, có bạn đi mất đi 8 lần rồi. Bạn đi mất 8 lần. Mà trong khi đó là hôm nay buộc lòng mình phải bán đi với số lượng là 1.000 đồng Zenex các bạn nhé. 1.000 đồng Zenex. Thì tôi sẽ đổi sang là đồng Việt Nam đồng. Thì các bạn xem, bây giờ tôi bán đi 1.000 đồng Zenex chỉ được 8 triệu thôi. Trong khi đó tôi mua ngày trước mua là 1.000 đồng Zenex này, tôi bỏ ra là 61 triệu đồng. Đấy, các bạn thấy kinh khủng, kinh hoàng chưa? Có 8.229.000 đồng thôi. Đấy, rất là đau xót. Cho nên là các bạn tham gia cái thị trường đồng tiền số, đồng tiền ảo này ấy, là các bạn một là được rất nhiều, hai là mất rất nhiều. Mất thì thôi đừng có kêu, mà được thì cũng đừng, được thì bạn nhảy nhới lên cũng chẳng sao cả, nhưng mất thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Thì đây tôi cũng đang chỉ là chia sẻ chứ tôi không kêu than gì các bạn nhé. Việc của tôi hiện nay là tôi cần phải có 8 triệu ngay lập tức, cho nên là tôi không làm cách nào tôi xoay ra được 8 triệu này. Tôi không làm nào để xoay ra 8 triệu này. Đấy, các bạn mua máy giặt của tôi cũng nợ tôi rất là nhiều. Tôi đòi các bạn ấy cũng chưa đòi được tiền. Cho nên là các bạn mà xem được cái clip này thì các bạn phải nghĩ cách để thanh toán cho tôi. Đừng để tôi điên đầu lên các bạn nhé. Đấy, tôi điền đầu lên, tôi mà nhảy lầu thì các bạn cũng phải nhảy lầu theo đấy, chứ tôi không để im đâu. Đấy, tôi mua Việt Nam đồng này. Vui lòng xác nhận bạn muốn swap với thông tin bên dưới. Từ 1.000 đồng Zenex tôi đổi sang có 8 triệu đồng thôi, tôi xác nhận. Đấy, các bạn thấy chưa? Đa khớp hoàn toàn, tức là tôi đã bán được 1.000 đồng Zenex rồi. Chỉ trong vòng vài giây thôi các bạn nhé. Trong vòng 2 giây thôi là 1.000 đồng Zenex của tôi đã được bán đi. Và tôi đã thu về là 8 triệu đồng. Trong hoàn cảnh này tôi đành phải bán đi các bạn nhé. Trong hoàn cảnh này tôi đành phải bán đi, chấp nhận lỗ đến 8 lần liền. Lỗ lên 8 lần liền tôi vẫn phải bán đi thôi. Đấy. Và bây giờ tôi sao, tôi rút tiền về. Thì tôi mở vào cái lệnh ví này. Vì tôi đã bán được 8 triệu đồng rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Ví Việt Nam đồng này. Các bạn nhìn thấy cái ô mà con trỏ chuột đang quay này, là đây là ví Việt Nam đồng. Thì tôi đang có 8 triệu đồng. Bây giờ tôi sẽ phải để rút tiền. Ấn vào nút rút tiền. Tôi ấn vào nút rút tiền thì tôi rút vào đây là 8 triệu đi. Tôi rút đây 8 triệu đi, tôi có 8 triệu tư đúng không? Tôi rút 8 triệu đi. Mắc của nó là 8 triệu tư, bởi vì tôi vừa bán được 8 triệu tư mà. Thì tôi rút được 8 triệu, tôi để lại 400.000. Xin hãy lựa chọn ngân hàng, tôi lựa chọn ngân hàng Vietinbank đi. Số tài khoản tôi ấn vào đây là 105.
Các bạn mà nhìn thấy số tài khoản đây các bạn có thể chuyển cho tôi nhé. 6.000 5.1980. Đây là số tài khoản của tôi. Tên tài khoản thì các bạn chờ tôi tí, tôi đánh, tôi đã để điện thoại, tôi đánh hai tay cho nhanh. Đây rồi. Nó tự tìm ra là tài khoản là Nguyễn Khắc Trường, tôi tạo. Đấy. Rồi chết rồi. Tôi phải có một cái mã bảo mật. Các bạn chờ tôi tí, cái mã bảo mật này tôi không quay được cho các bạn cùng xem. Nhưng mà về cơ bản cái mã bảo mật này thì tôi sẽ chờ một chút xíu nữa, bởi vì là để đảm bảo rằng là các cái giao dịch của chúng ta có thể là thành công và bảo mật ấy. Các bạn nhớ rằng là trong cái giao dịch tiền ảo, tiền số này hoặc là trong bất kể kỳ lĩnh vực nào ấy, thì các bạn đừng bao giờ tin một ai đó một cách quá đáng. Các bạn đừng bao giờ tin một ai đó một cách quá đáng, mà các bạn nên dùng 1, 2, 3 cái điện thoại, 1, 2, 3 cái điện thoại để chúng ta lưu các cái thông tin quan trọng vào đấy, để chúng ta làm gì, để chúng ta còn mang tính bảo mật cao. Một người nào đó có thể biết địa chỉ ví của tôi đi chăng nữa, chưa chắc đã rút được tiền của tôi. Một người nào đó biết tài khoản của Nguyễn Khắc Trường 1980, biết tài khoản Facebook của Khắc Trường mình, thì cũng không rút được, cũng không hack được nick của Facebook của Khắc Trường mình đâu. Bởi vì để hack được Facebook của Khắc Trường mình là quá khó khăn các bạn nhé. Để hack được Facebook của Khắc Trường mình là quá khó khăn. Đấy, bởi vì rằng là mình để các cái mật khẩu ấy là rất chi là dài dòng và phức tạp. Các bạn nào mà đã từng chơi tiền ảo, tiền số các bạn sẽ phải biết. Cái mật khẩu để mở được một cái ví ra nó rơi vào 24 ký tự và nó cực kỳ là khó khăn. Nên là việc hack được nó là một điều quá khó. Các bạn nhìn đây này. Thì tôi để cái mã để bảo mật ở trên này, thì các bạn ấy mà kể cả có biết được này biết kia rồi thì cũng không phá được cái nick của tôi đâu. Đấy. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ phải mở cái mã authy của tôi ra. Tôi chờ nó nhảy đổi ra một thông số khác đi đây này. Tôi quay nhanh này, không thì các bạn ấy ấn vào đây phát các bạn ấy lấy mất mã bảo mật của tôi. Các bạn ấy chuyển hết 8 triệu đồng của tôi về. Mặc dù tôi mất đến 8 lần rồi. Nếu bạn bỏ ra 80.000 bây giờ bạn thu về có 8.000 thôi. Đấy. Đấy. Thì tôi đã nhập mã bảo mật vào đây rồi, thì tiền nó chuẩn bị chuyển về trong tài khoản cho tôi. Thì thực ra mà nói cái công việc mua bán tiền số này trên online ấy. Tôi mở lại nha. Đây này, các bạn nhìn thấy nhá. Remitano không thu phí từ Việt Nam đầu từ người dùng, tuy nhiên bạn sẽ phải trả một khoản phí nhất định. Thì cái phí này không đáng bao nhiêu đâu các bạn. Các bạn không mất bao nhiêu tiền đâu. Đấy, tôi ra lệnh rút tiền rồi. Thì từ lúc live stream đến giờ chưa chắc đã đến trạng thái số tiền rút 8 triệu đồng. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa này. Người nhận chịu khoản. Đấy, các bạn thấy xem có mất bao nhiêu thời gian đâu. Việc giao dịch đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, đang chờ đầu mối xác nhận thanh toán này. Tiền người ta đã chuyển về cho tôi rồi đấy các bạn nhé. Đấy. Đây này. Có một cái người có cái số hiệu là 15697 này, người ta đã chuyển cho tôi 8 triệu đồng dựa vào cái lệnh rút của tôi vừa rồi. Như vậy là cả cái quá trình live stream này đâu đó chỉ mất khoảng độ 5 phút từ nãy giờ. Nhưng mà tôi đã thực hiện xong được một cái giao dịch là bán đi 1.000 đồng. 1.000 đồng Genex trong cái bối cảnh là tôi đang rất là khó khăn. Tôi đành phải bán đi 1.000 đồng Genex với một cái mức giờ gì. Nếu các bạn xem lại live stream ngày 20 tháng 10 năm 2022 thì tôi đã phải mua 1.000 đồng này với giá là 61 triệu. Bây giờ tôi bán được có 8 triệu đồng thôi. Việc lỗ của tôi là rất nặng. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh ngày hôm nay rất là khó khăn cho nên tôi phải bán nó đi. Và chỉ trong vòng 5 phút thôi thì tôi đã thu được cái tiền này về rồi. Như vậy là việc chuyển đổi từ tiền số sang Việt Nam đồng cực kỳ nhanh. Đấy, cực kỳ nhanh. Các bạn nhé, việc chuyển đổi một đồng tiền Bitcoin sang đồng Việt Nam đồng thì nó cũng rất là nhanh thôi. Nó chỉ trong vòng khoảng 1-2 phút thôi. Tôi cứ khó khăn đây này. Sau khi mà người ta chuyển tiền cho tôi rồi, người ta bảo là tôi là hãy xem số dư của mình xem còn bao nhiêu này. Thì tôi còn 400.000 thôi. Và bây giờ phải hãy đánh giá cái người mà người ta trả tiền cho tôi
là cái người dùng có giá là có mã hiệu là 15697 này, người ta đã vừa thanh toán tôi với giá là 8 triệu đồng mà để người ta mua 1.000 đồng Gen X của tôi trong vòng có 1 phút thôi. Thì bây giờ việc của tôi là phải đánh giá cái người đấy xem người ta đã thực hiện cái việc mua bán đấy với tôi như thế nào. Nếu tôi đánh giá người ta là không tốt thì sau này người ta việc mua của người ta cực kỳ khó khăn. Và nếu tôi là người bán mà người ta đánh giá tôi là một người bán không tốt thì sau này tôi mua bán ở trên này cực kỳ khó khăn. Cho nên cái việc này ấy là việc cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Cho nên là cái việc thực hiện trên sàn giao dịch này ấy, nó là phải là thông tin đa chiều, người bán cũng phải nói đi ý kiến của mình, người mua phải nói đi ý kiến của người dùng. Cái thằng chợ ấy nó phải nói được, nó phải hiểu được cả hai thằng để sau này nó có giúp mình hay không. Thì đấy, đây là cái quy tắc làm việc của người ta như vậy. Cho nên là cái tính minh bạch của người ta, cái tính giải trình của người ta là tương đối cao, cao hơn rất nhiều so với lại mua bán thông thường. Đó, thì bây giờ tôi đang cần khoản tiền lớn để tôi trả cho người ta, cho nên là tôi không làm cách nào có được tiền cả. Cho nên tôi đành phải bán đi với giá với cái khoản lỗ là lỗ 8 lần. Bạn mua 8 100.000 bạn bán được có 10.000 thôi. Các bạn thấy không? Đi buôn mà lỗ thì bạn bảo bao giờ mà giàu được. Rồi cảm ơn các bạn đã đi theo dõi nhé. Đây là xem số dư của tôi còn có 400.000 thôi các bạn xem đây này. Còn 13 triệu bởi vì là tôi còn hơn 1.300 đồng Genex nữa. Cộng với lại cái đồng tiền Việt Nam đồng của tôi còn 406.000 nữa, cộng với cái đồng tiền Genex của tôi đang có 1.400 đồng Genex nữa. Đấy. Trước tôi mua mất 200 triệu, xít phát 200 triệu mà bây giờ chỉ bán được có một tuần đấy thôi. Các bạn thấy chưa? Cho nên là chơi đi trên chuyến tàu cao tốc này các bạn phải cực kỳ là vững tâm và mất thì cũng gạt nước mắt, ngậm bồ hòn thôi. Chứ các bạn đừng có kêu than. Tôi không kêu than. Livestream này không nhằm mục đích kêu than mọi người, cũng không nhằm mục đích kêu gọi mọi người chơi chơi đồng tiền ảo, cũng không nhằm mục đích rằng là bảo mọi người đừng chơi, cũng chỉ là chia sẻ cá nhân thôi. Rồi, cảm ơn các bạn chú ý theo dõi nha.